Hải xin chào ông bà cô dì, chú bác và tất cả các bạn nhé. Để đến với kênh YouTube của Hải. Ngày hôm nay thì Hải có mặt tại một cái phiên chợ vô cùng là mộc mạc, giản dị, giữ được Leicester ở trên miền núi vùng cao. Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì Hải sẽ đưa ông bà cô dì, chú bác đi khám phá một cái phiên chợ cũng vô cùng là mộc mạc, giản dị và giữ được Leicester ở trên miền núi vùng cao. Chợ này thuộc chợ km 20 Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai. Chợ này nằm giáp ngay đường cái quốc lộ 70 các bạn. Và đây này các bạn có thể thấy này, đường cái đây và chợ bên trong kia. Ngày hôm nay thì Hải sẽ đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác cái phiên chợ này nhé. Đây chúng ta có thể là ngắm toàn bộ cái view, cái khung cảnh ở phía bên ngoài chợ. Đường cái thì đây, quốc lộ 70. Cái đường này mà đối diện màn hình của chúng ta ấy, đấy là đường về Yên Bái, Lào Cai, đường lên Bắc Hà. Còn đường này lên trung tâm thành phố Lào Cai này. Bây giờ là từ Lào Cai, thành phố Lào Cai mà xuống tới đây thì chỉ còn 20 km thôi. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong chợ vậy. Ngay ở khu vực đầu cổng đây thì Hải thấy là người ta bán cả chó con này, ấy chó địa phương, và chúng ta sẽ sang đấy xem có nhiều chó đẹp không nhé. Ở chợ Bắc Hà thì các bạn biết đấy, có chó sù đen, sù đỏ, mông cọc. Còn chợ này thì Hải chưa biết, chắc là chủ yếu là chó địa phương thôi. Đây chúng ta sẽ sang bên này để xem này. Ôi. Hôm nay tặng con to phết nhỉ. Đây là con đen này, đẹp này. Con đen kia khỏe. Con này khoảng mấy trăm anh? Con này 4,5. À, đẹp phết nhỉ. Đây chó địa phương anh nhỉ. Ồ, con kia cọc đúng không chị? À, cọc này lên Bắc Hà. Cọc này lên Bắc Hà có giá đấy. Con này khoảng mấy trăm, chắc là 800 à? Con này em chỉ bán, nhớ em ta mua thì em chỉ bán 500. 500 đấy á? Ồ. Con này dáng cao anh nhỉ. Đây cọc. Con này thuộc cọc cọc. Con này thuộc cọc thỏ các bạn, đây. 500 con này rẻ mà, nếu mà lên Bắc Hà con này là rẻ. Đây. Cái này là chó địa phương nhưng mà chó cọc nhỉ. Đây. Chứ không phải là sù cọc, hoặc là đen, hoặc là sù đỏ. Cái dòng chó Bắc Hà cọc. Nhưng mà cũng đẹp, con này dáng nó to các bạn. Đấy cứ hệ tầm 500-600. Đây. Có con này đen đen tuyền sao này. Đây, cứ con này. Đấy. Chị có hay bán ở trên Bắc Hà không ạ? À, sao mang lên đây bán nhiều lắm. Phiên chợ hay là xa quá nhỉ? Đấy, phiên chợ Bắc Hà mình quay chia sẻ cho các bạn này. Ủa, nhiều lắm các bạn. Đây, rất là nhiều. Hình như chú mua con đấy à chú? À, mua con kia, chú mua cái con lăng buộc dây này. Con này này, anh này mua con này. Nói chung là khu vực này thì Hải thấy là cứ tầm 500 này, rồi 600 nghìn một con. Đây có con đen tuyền này, đây con này đen tuyền nhỉ? Đây, đây sù đen. Đây. Anh này mua. Con này chú này mua rồi, 500 nghìn rồi. 500 con đó. Vâng, 500 con này, đây, 5 con cọc đen, con sồm này chưa biết ạ. Con này cái hay là con này? Con này sù này chú này. Con sù tuyền này bao nhiêu tiền chị? Ồ. Nói chung là cứ tầm 500-600 các bạn. Con này bằng da này, con này. Con này còn to hơn. Ô, nó là công mẹ đẻ ba chứ, nhưng mà con này bé hơn. Ở đây thì Hải thấy là 6 con chó thường. Và chị đang bán với giá là tầm 500 đến 550 các bạn. Nói chung là tầm đấy khá là rẻ, bởi vì là cái dòng chó bây giờ thì mình thấy là mấy cái con này nó to hết rồi các bạn. Nó tầm 2 tháng, 2 tháng rưỡi tuổi rồi. Này nuôi về nuôi thoải mái rồi. Thôi bây giờ thì Hải sẽ dẫn ông bà cô dì chú bác đi vào trong chợ nhé, để khám chợ phiên xem là ngày hôm nay trong này có gì đặc biệt. Mình cũng rất là tò mò, lâu lắm rồi chưa đi chợ này. Ở mé bên ngoài thì Hải thấy là người ta bán chủ yếu là đấy, hoa quả này, đấy, bưởi này các bạn này. Đây bưởi đây. Sao có buồng chuối đặc biệt thế nhỉ các bạn nhỉ? Đây. Có buồng chuối, chuối này gọi là chuối phấn. Không biết là chỗ các bạn gọi là chuối gì, nhưng mà chỗ Hải thì hay gọi là chuối phấn.
cái buồng này bé này, này luộc, luộc hoặc là rán các bạn. Ở nhà mình thì mình hay dòng này mình hay luộc lắm. Nói chung là chuối địa phương chứ bà con trồng. Bác, vâng, cháu đi chơi tí. Bưởi này các bạn ơi. Đấy, bưởi hoa quả. À, bây giờ chúng ta sẽ vào trong chợ nhé. Đấy, các bạn thấy chợ nó rất là mộc mạc, giản dị. Cái khung cảnh ở đây thì những cái lều bằng mái bờ xi măng này và những cái cột bằng gỗ này các bạn này. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Đấy, ở đây thì là người ta bán hoa quả. Và đây có quả, quả này hình như là người ta gọi là quả dưa lưới nào đấy. Dưa vàng đấy, hay gọi là dưa lưới các bạn. Đây, bởi vì là cái vỏ nó như kiểu cái lưới, người ta gọi là dưa lưới hoặc là dưa vàng. Cái này thì đắt tiền này, ăn ngon này, ngọt này. 15.000. Chợ phiên vùng cao. Không ngờ là chợ này có cả khách du lịch luôn này. Đấy, chắc là khách từ Lào Cai xuống đấy các bạn. Đấy, không ngờ là mình, thường thường là mình không nghĩ là khách này, chợ này có khách du lịch đâu nhá, nhưng mà hôm nay mình thấy là có hai người khách du lịch và có người dẫn viên người ta đi. Ở đây là người ta bán cả trứng đấy, mình xem không biết trứng gà hay là trứng gì đấy, mình xem tí nhá. Cái này trứng trứng vịt à cậu, nhà nuôi à? Đây trứng gà nhỉ. Đấy, mình xem tí. Đây là trứng gà nhà ông bà có gì trước này. Đấy, trứng vịt thường thường là nó to hơn. Trứng gà nuôi đấy, nó đẻ măng. Đây là măng lứa. Đấy, ở trên mình đây là đặc sản đấy nha các bạn. Luộc hết rồi. Đúng rồi, ở đây chỉ có đặc sản măng nứa thôi. Đúng rồi, trên cháu là măng nứa là ngon đấy. Măng nứa, măng mai, măng tre nhiều. Cháu ở đâu? Cháu dân ở đây mà. Dân ở đây á? Vâng. Cháu ở Bảo Thắng. Cái này cũng huyện Bảo Thắng mà. Nhưng mà cháu ở hả? Dạ. Có hay quay làng Lũng không? Có. Có hay quay. Đấy, chợ, chợ chó Bắc Hà không? Đấy, có. Đấy, khu vực này người ta bán trứng này và có cả măng. Đấy. 15 mua một tờ đi, cái là lúa mà chọn được măng. Đây là ông Đa Ao. Măng này bao nhiêu tiền một cân đấy em? 15. À, 15.000 à? À. Một yến đây này. À, đây một yến à? Của cái ông chuyên trị, ông Mông với một tên con cho biết mà không chọn ai đâu. Ông Quang hay lắm. À. Không, măng nứa là không nhất thiết là phải dày đâu, quan trọng là nó chuẩn là được. Một yến luộc cái này nhá các bạn nhá, phơi được có 7 lạng khô thôi. Đấy, không phụ. Bây giờ thì Hải sẽ đưa cả nhà đi vào trong chợ nhá các bạn nhá. Đấy. Đây. Ở đây là các cô ấy bán bánh này. Cái này bánh chuối hay bánh ngô đấy cô? Bánh dợm ạ. À, bánh dợm à? Bao nhiêu tiền một cái cô? 10.000. À, 10.000. À, 10.000 có hai cái, một cặp. À, cái này dẻo nhỉ cô nhỉ? À, bánh dợm. Cái này thì mình cũng chưa ăn bao giờ luôn. Tí mình test thử. Bánh dợm này trong có nhân không ạ? Có nhân lạc, đường, lạc thịt ạ. À, có nhân lạc các bạn. Rồi, tí về mình sẽ xem các bạn. Bây giờ mình đi sâu vào trong nữa. Cháu cảm ơn cô nhá. Đây, cháu đi vòng một tí. Đây. Ở đây là cũng là bánh dợm sao này? Đây cũng là bánh dợm. Bánh dợm. À, bánh gai. Bánh nhiều ạ. Đấy, chợ phiên ngày hôm nay thì thấy rất là nhiều bánh nhá các bạn nhá. Đây cũng là bánh dợm nữa hả cô? Đây là xôi ạ. À, xôi màu. À, xôi màu giống như kiểu ở trên Bắc Hà các bạn. Đấy. Màu đây là màu nghệ nhỉ? Đây là màu nghệ ạ. Vâng, cái màu kia màu quả gấc à? Đây là màu gấc ạ. À đấy. Màu quả gấc và màu nghệ. Thơm đó các bạn, mình ngửi đi mùi là mình biết là mùi nghệ là thơm. Bác ở đây là bác đang làm hai màu thôi. Trên Bắc Hà thì nhiều màu. Nói chung là nhiều, ở đâu nữa. Còn ở đây bánh dợm này các bạn này. Đấy. Bánh gai bà con tự làm đấy. Đây, bánh gai đen nhé cả nhà nhé. Đen. Không, có bánh gai gấc nữa cơ. Bánh gấc là bánh gấc, còn bánh gai là bánh gai. Chuẩn của nó là gai đen đấy nhỉ.
chuẩn của nó là gai đen. Vâng, đúng rồi. Gai là gai, gấc là gấc. À. Gấc nó là bánh gấc. À, gọi là bánh gấc luôn à, đúng không? Ừ, chứ không phải là gai gấc được. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong đây nha các bạn nhé. Ở đây là người ta bán nhiều đồ, có cả hình như là cả bánh bao này các bạn ơi. Bánh bao rán nữa. Làm được thì không sao, mua về. Cho xem thì nhá chú nhá. À, chú ấy đang rán này các bạn ơi. Xúc xích này các bạn ơi. Wow, đây gọi là bánh bao này. Bánh bao nóng ơi. À, có bánh bao có cả ngọt cả mặn ạ. À, chay cũng có ạ. À, dành cho người ăn chay đúng không? Rất tiếc mình không đi chùa. Đây. Đây. Và nếu mà ông bà cô dì chú bác nào mà ăn cái đồ rán nữa thì có cả bánh bao chiên. Đấy, bánh bao chiên. Nhưng mà chiên này ăn ngon hơn. Đấy, chiên nó vàng đúng rồi. Trong có thịt. Trong thì cũng giống như kia có nhân. Đầy đủ. Hôm nọ cháu mua của cô rồi, trong có trứng đúng không? Đúng. Đấy, trong có nhân trứng này, thịt này. Nhìn ngon hấp dẫn nhỉ các bạn nhỉ. Đặc biệt là học sinh trẻ em. Đấy, là hay thích xúc xích lắm đấy. Đúng rồi. Bánh bao rán, bánh bao hấp. Khi mà nó chưa lở là nó như thế này cô? À đúng rồi đấy. À, khi mà hấp lên nó lở to nhỉ? Đây, đây. Cho nhân vào nó mới lở được to hơn. Vâng, đây. Khi nào ông bà cái gì chú bác là đi chợ phiên vùng cao thì ghé qua những cái quán ẩm thực này, những hàng bánh rán này thì thưởng thức. Cô cho hai đậu. À, hai đậu. Hai đậu là ngọt hay là mặn đấy? Hai đậu là ngọt đấy. Là ngọt à? À, chính tỏ là bạn ăn quen này bạn biết là hai đậu đúng không? Kiểu biết từng món, từng đọc từng vị ra rồi, chính tỏ là quen rồi. Từng vị đậu này, thịt này, cay này, đầy đủ luôn. Đây là những cái túi bún này. Đấy. Chắc là người ta cân thành cân sẵn rồi, cho nước chấm vào rồi. Ai mua chỉ việc xách đi thôi. Bao nóng lên bác mà. Một dãy các bạn. Các bạn có thể đi từ ngoài cổng nhá, đi thẳng vào đây phát là thấy những cái quán nước này, rồi quán bánh bao này, đấy, xúc xích này. Và hàng nói chung là hàng bánh ấy, những cái đồ ăn gọi là đồ ăn nhẹ các bạn. Đấy, còn khu vực này là người ta bán những cái đồ dụng cụ. Đấy, dụng cụ lao động, dụng cụ đồ bếp. Đồ bếp như kiểu dao này. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Dao phát nhiều nhỉ. Đây này, ở trên mình thì đồi núi ấy. Tây Bắc mà các bạn, đồi núi rất là nhiều. Nên người ta hay bán là dao phát, dao lao động. Đấy, những cái con dao phát dao nó như kiểu dao tông ấy. Đấy. Gọi đây là về các bạn phải chêm cán vào. Cái này về chêm cán vào nhé. Thì phát đây này, ví dụ như cái này này. Đấy, các bạn phải chêm cán vào. Thì phát nó mới có đà các bạn. Cái đào văng của nó ấy, thì phát sẽ được khỏe hơn. Liềm này. Đấy. Rất là nhiều các bạn, nhiều đồ. Cuốc, cào, xẻ. Những cái dụng cụ lao động, cưa, rồi những cái lạo sắn. Ngày xưa mình hay lạo sắn bằng cái này này các bạn này. Đấy, khi mà chưa có máy móc ấy thì mình toàn lạo sắn bằng cái này thôi. Lạo sắn này rồi lạo gì nữa nhỉ? Nói chung là mình hay lạo sắn để cho cá ăn hoặc là để phơi xong bán ấy. Đây, và có cả cái máy quay lạo sắn này, đấy. Rất là nhiều. Ví dụ như các bạn lạo ít thì dùng cái đấy. Ở đây là người ta bán giày này. Hay là mình làm đôi giày đi nhỉ? Mình bảo mua giày mà chưa thấy đôi nào để mua các bạn. Giày nam, giày nữ. Mình phải làm đôi giày nó phải dai dai cơ. Đi suốt ngày ấy, sợ nó bong. Rất là nhiều giày đẹp. Cả túi nữa các bạn này, túi sách. Chợ phiên bán rất là nhiều đồ. Như cái này người ta bán quanh năm ngày tháng. Bây giờ thì Hải sẽ đưa ông bà cô dì chú bác qua khu vực hàng ẩm thực nha các bạn nhé. Đấy, ở đây là có bún này, bún dối. Nhiều lắm. Đây cũng có quán này. Quán này hay nhỉ. Cái quán này nó mộc mạc, giản dị. Và bác ấy làm cả cái như kiểu cái gọi là cái phên để che bên ngoài. Làm thành một cái quán nhỏ rất là mộc mạc, giản dị các bạn. Chào anh. Ôi, ở đây là anh bán cả dao này.
Ở đây là người ta bán cả dao. Dao mình là dao này trên Sapa đúng không anh? Trên Tháp Bạc nhỉ? À, bởi vì em lên Tháp Bạc em nhìn biết ngay, nhìn cái giống như cái chui chui làm giống nhau. Và đặc biệt ở đây anh bán một con dao mèo làm từ sừng trâu này các bạn này. Đấy. Anh rút cho em xem được một tí được không? Đấy. Ôi. Cái này làm bằng nhíp hay bằng gì ạ? Bằng thép này mình mới đánh là nhíp thì mình đô ra thì nó lại. À, làm bằng thép à? À. Cái này để treo phòng khách đẹp đấy nhỉ? Để treo phòng khách hoặc là phòng cà phê hoặc là trang trí phòng. Đấy, rất là đẹp. Nếu mà ông bà có gì chú bác là có nhu cầu mà mua hãy liên hệ nhé. Đấy, Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn. Nói chung là dao đẹp. Còn ngoài ra thì anh ấy bán cả dao mèo này. Đấy. Dao mèo. Đấy, dao nổi tiếng ở Tây Bắc ấy. Và dao dựa có hết. Làm những chất liệu làm từ nhíp ô tô này, rồi thép cứng này. Dao phay, dao chặt, dao thái, dao lọc có hết. Nhiều lắm cả nhà. Đấy, còn bên này thì là một dãy ẩm thực nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ đi một vòng xem điểm danh xem ở đây là có những cái món gì nào. Đấy, ở đây thì mình thấy là mọi người đang ăn bún. Bún kết hợp với thịt lợn đen các bạn. À, thịt lợn. Không biết là đen hay không nhưng mà là thịt lợn. Ây chà. Đây bác kia bán bánh rán đấy các bạn. Cháu chào bác nhá. Cháu xem tí bác. Bác ạ. Vâng. Bác ở đây thì bán bánh rán này, xúc xích này. Nhã thôi. Vâng. Nhã đâu biển đâu. Nhã nào quá trong một. Bác chủ quán là cười. Ở đây bún này. Đấy bún. Đây, bánh cuốn. Đây bên này bánh cuốn nhé các bạn nhé. Có một hàng bánh cuốn này, hai hàng bánh cuốn này. Nói chung là khu vực ẩm thực này mình thấy là mấy quán này nó cứ liền kề nhau các bạn. Đấy nó bé, mỗi ô nó chỉ nó bé thôi. Đây bên này cũng có này các bạn này. Bác ăn sáng à? À một mình bác vừa chơi cả rượu luôn. Hay nhỉ, đây. Đấy, bên này cũng có một quán này. Đấy, quán bên này là rộng này các bạn này. À, các anh. Vâng, anh trai. Ồ, hình như là mới xuất hiện quán này sao nhỉ? À, vâng, chào bác. Tại vì hôm nọ đi là không thấy. Đây là mình xem trong này có cái gì nào coi. À. Cái này là người ta mới bán, mới bán trở lại. Bởi vì là ngày trước là mình thấy là không thấy. Đây là nồi luộc thịt này, nước lèo này, đấy. Ở trong này hình như nó có cái thủ này qua này. Ở đây trong này có cái thủ lợn. Tại hôm qua uống nhiều rượu như sao? Không phải. Mà hay là do chị không qua gì. Bác ra từ sáng giờ rồi, không dậy rồi, ăn lại. Cô đi mỗi chợ này thôi nhỉ? Chợ này chợ trên kia. À, không đi chợ công ly à? Không. À, vâng. Già rồi, có tuổi rồi. Mới một mình nữa nhỉ? Một mình đi nó buồn. Nói gì đi tham làm gì lắm. Vâng. Chắc đủ ăn rồi, nhà đủ kinh tế rồi. Bọn cháu đi chợ suốt mà. Và chợ nào bọn cháu đi. Wow, ngon nhờ, hấp dẫn nhá các bạn nhá. Rồi. Bây giờ thì Hải sẽ mời ông bà cô dì chú bác thưởng thức bữa ăn sáng ở trên chợ phiên nhá các bạn nhá. Chợ Phong Hải km 20 Bảo Thắng Lào Cai. Rồi, bây giờ thì Hải sẽ mời ông bà cô dì chú bác ăn sáng nha. Đây rất là ít khi Hải đi chợ này.
Ở đây có rau thơm này. Đây là phở trắng nha. Phở trắng chứ không phải là phở đỏ. Ăn ớt không? Ớt này là cay đấy. Ớt này có mỡ này không bao giờ nó hỏng đâu nhỉ. Ăn được nhiều không? Hơi ít thôi nha. Thôi, để xem nó cay không đã. Một tí này cay này cho thêm. Thôi dùng đi. Nóng các bạn, nóng quá. Không ai đi nào làm bỏ máy đúng không? Không máy đúng không? Nhạt quá. Mình ăn là vừa vừa thôi các bạn. Đấy, ăn vừa vừa thôi. Đấy, hãy mời ông bà có gì chú bác nhé. Giải quá. Này người ta gọi là thịt bóc, bóc nó mềm. Chợ này thì nó không nhiều thịt như kiểu một số chợ trên vùng cao, nên có nào chúng ta dùng vậy thôi. Nhưng mà có ăn là tốt rồi các bạn. Đây, Hải cứ phải làm một miếng rau thơm của nhà ơi. Chợ này tan rất là nhanh nên phải đi sớm ạ. Anh em mình đi chợ thì đa số toàn ăn phở nhỉ, bún. Chợ phiên có thứ bảy được ạ. Phở bún thắng cố, mèn mèn ốc đậu. Ôi. To quá cả nhà ơi. Ăn đi, rau thơm. Mùa này là chuyển sang mùa đông rồi. Sáng đi rất là rét, xong trưa về rất là nắng. Ôi, ở đây là có miếng sụn này các bạn ạ. Ăn giòn. Ừ.
năm vào đây nó không nào á. À, tiểu anh đây chúng ta ngủ ga nó sáng nó ôi dài quá cả nhà ơi. Dài chưa? Đấy, xin giới thiệu với cả nhà, đây là chợ km 19-20 thuộc xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thỉnh thoảng chợ này anh em mình mới đi thôi. Chợ này diễn ra vào sáng này là sáng thứ hai nhé cả nhà nhé. Một tuần diễn ra vào hai buổi, sáng thứ hai và sáng thứ tư. Tí có vào chợ Công Ly không? Xong em về đường đấy luôn. Đã hợp lý quá thì. Không biết là có ai đang trực tiếp không? Nó chúc bà trực tiếp không có người chứ. Xem bọn nó chúc nó trực tiếp. Cái chủ nó bỏ. Chả biết bỏ hay là tắt kiếm tiền hay chả biết. Ôi, bây giờ thì ăn sáng xong thì anh em mình sẽ tiếp tục di chuyển nhé các bạn nhé. Khu vực bán thịt lợn này. À, cháu chào cô nhé. Này gặp cô ở đây rồi. Đây thịt lợn này. Cô ấy bán thịt lợn. Nói chung là khu vực này người ta bán nhiều lắm. Một dãy. Đây là chắc là thịt bò đây. Thịt bò hay thịt gì ấy chị? À thịt ngựa. À hàng thịt. Ôi, hôm nào thì Hải sẽ lên khu vực chợ Bắc Hà ấy. Hải quay chia sẻ cho các bạn người ta bán thịt trâu, thịt bò, thịt ngựa có hết. Đây, thịt đỏ nhỉ? Cái này thịt trâu hả cô? Ồ, thịt trâu. Cái này mua về làm trâu sấy này các bạn này. Đấy, cái thớ thịt này. Nhìn nó đỏ au nhỉ các bạn nhỉ? Cái này thường là hình như 200 mấy nhỉ cô nhỉ? 240. Đấy, ở trên. Nói chung là cứ tầm hàng cỏ ngon luôn đấy. Và đúng rồi. Hàng tuyển. Thịt than. Ngon, hấp dẫn. Thịt bắp nhỉ? 240 một cân. Đấy, bình quân là như vậy các bạn. À, chào cô. Lâu lắm mới gặp rồi. Dạo này TikTok thế nào rồi? Vẫn chơi đều. Vẫn chơi đều. Và bác bán cái này là ngọn cây đào hả bác? À cây đào. Ở đây là mình thấy là cái bác em bán ngọn cây đào. Cái này về mua về để bóc ra xong xào thịt nhé các bạn nhé. Nhưng mà cây sung. Cây sung, cây gì ạ? Cây sung á? Cây sung á? Nhưng mà cây này là cây sông à? Cháu tưởng là cây đao không phải nhỉ? Cây đao nó to chứ nhỉ? Cây sông. Cây này để làm gì? Cây sông hay là cây sông? Cây sông. Cây sông.
cây song ạ. Song song. À cây song. Nó là lấy làm bán để ấy. À. Vâng. Nó dài. Nó như kiểu cây mây mà nó nhưng mà nó hơi to hơn vậy. À đúng rồi dạ. Cái loại này thì ăn ngọn được. Ăn ngọn được. Cây kia là nó bé hơn. À vâng. Gọi là cây song. Lúc cháu nghe không, cháu nghe không rõ, cháu tưởng là cây song. Cây lấy mong nói không? À vâng, cây song, cây song, cây song. Đấy. Nó dài như kiểu hệ dây mây nhưng mà nó to hơn gấp. Và cái này thì người ta mua về để buộc được không? Ví dụ cái thân cứng của nó ấy. Cũng buộc được. À cũng buộc được. Cái ngọn nó ăn ngon mà. Mang đi ăn không có chất độc. À không chất độc à. Sống ở trên núi đá. Vâng đúng rồi. Cái này phải bóc ra bác nhỉ? Cái này xào thịt à? Xào thịt kho. À vâng. Cái này là phải bóc ra lấy cái lót ở bên trong nhé các bạn nhé. Vâng. Nói chung là phải bóc ra xong đó là xào thịt hoặc là... Cái này ăn sống được bác nhỉ? Không. Không sống được. Xào xong rồi làm canh ấy. Nhưng mà nó có đắng không? Có hơi đắng tí nhưng mà phải ngâm nước. À phải ngâm nước à? Vâng vâng. Lúc thái cho trộn nước ngâm. Vâng. Thôi cháu cảm ơn bác nhé. Cây song, mình không biết cây song ạ. Nói chung là mình ít lên đồi nên ít biết. Ở đây cô ấy bán tần cá rô này. Giá rô phi. Ôi. Cô ấy lọc luôn này, lọc luôn cho khách này. Còn ở đây là cá sông. Đấy. Không phải cá song mà cá sông. Đây này con này. Dạ. À đây. Cái này là sông chảy nhé các bạn nhé. Phải sông chảy đúng không cô? Đấy, cái này vâng cá sông chảy đấy. Vâng. Cá nhạn hay là cá nhàn ạ? Cá nhàn. Cá nhàn nhỉ? Ở nhỡ nhàng đúng không? Đây cá nhàn. Nói chung là một số cá ở sông này mình không biết tên hết các bạn. Đây. Cô đây là vào cá nhàn. Nhưng mà cá này là cá mồm rộng cô nhỉ? Đây, cái mồm của nó rất là rộng. Người ta gọi là cá mồm rộng. Còn cá mà nó đầu nó như thế này gọi là cá nhàn. Nhàn. À nhàn, quên. Đấy, nói hơi bị ngọng các bạn. Lâu lâu nhớ trở lại. Cái mồm này nó nhọn này, nó không như kiểu con này. Con này mồm nó rộng và nó như kiểu nó vắt vát đấy các bạn. À bạn chứ. Cái này chắc là các cô bán 30.000 hay 40.000 một cân ạ? 70.000 một cân. À 70.000 một cân cả. À. Thế loại nào mà cháu hay thế ở chợ người ta cứ bán 40.000 một cân nhé. À nó lại khác nhau một tí nhỉ? Cái này là cá dài mà. À. Lấy luôn không? Một loại 40, một loại 70. Đấy loại cá nhàng. Còn nhiều. À, loại cá nhàng đắt hơn. Cháu đánh con đi. Nếu chỉ mổ đánh bảy thôi thì. À, nó phân biệt ở cái sống lưng nữa cô nhỉ. Cái này nó có cái dọc dọc ở lưng này. Đấy. Thì cái này thì không có này. Nói chung là cái này phải đi nhiều mới biết được các bạn. Các cô ấy đang mổ sẵn cho bà con. Đấy, người nào thích mua mổ sẵn thì mua mà hoặc là mua về mổ thì tùy. Chợ phiên Phong Hải. Đấy, khu vực hàng bán rau củ quả nha các bạn nhé. Thấy bên kia là người ta bán cả giày dép. Mình sang đấy xem có cái giày nào để mua không. Ui con này to thế. Đây, con này to chưa? Đây. Con này chắc phải hơn cân thì các bạn ạ. To thật. Ôi con này cũng dơ phi à bà cậu? Vâng, con này cá rô phi. À to nhỉ. Đơn tính nhỉ? Vâng, này toàn cá rô phi thôi, có cá gì khác. Cá rô. Bà con muốn ăn chấm nào cũng không có đâu. Chỉ ăn rô thôi. Nhưng mà rô phi nó nhiều thịt mà. Vâng. Như cá này là lướng này hoặc là rán được. Nói chung là cá rô phi to này nó nhiều thịt lắm cả nhà. Ví dụ con to khoảng bao nhiêu tiền một cân ạ? Con này là 50.000. À 50.000 một cân.
cân một con, cân 7, cân 8, 2 cân. Ồ, to nhỉ. Con này mà câu thì nó chui cần xuống rất là thích. Tính của mình là tính của mình là chỉ thích đi câu cá thôi ạ. Câu gọi là câu lấy cảm giác ấy, mà nó cứ kéo gần xuống là thích rồi. Cá to lắm, cứ cân 8, 2 cân một con, sợ thật Dô Phi. Đấy, to lắm cả nhà. Đấy, cá này là người ta nuôi nó mới to như vậy. Đây là người ta bán dây. Lắng nhỉ, trời lắng rất là nhanh. Đi phát đây, đã thấy lắng rồi. Dạ, đang xem có cái giày vải không ấy. Đấy, xin giới thiệu với ông bà cô dì chú bác, đây là tằm nhá. Không phải tằm dâu mà là tằm sắn. Đây. Nếu mà các bác nào mà chưa nhìn thấy nhìn rất là sợ, tưởng là sâu thật đấy các bạn này. Cái này chín hết rồi nhé. Cái này để đây là nó nhả tơ ấy cô nhỉ. Đây này, nó đang nhả tơ này. Đây này, cái con này. Cái này mà để từ giờ đến chiều ấy mà không ấy thì nó sẽ nhả hết tơ, nó dính vào đây. Ngày trước nhà mình cũng nuôi các bạn, nhà mình cho vào cái lá chuối khô ấy, nó quận thành tổ mà nó đẻ nhiều trứng lắm. Nó làm thành kén ấy. Cái này là để đến chiều là nó dệt luôn cả một cái này luôn này. Tầm sắn các bạn. Đây. Cái này khoảng bao nhiêu tiền cân cô? 100.000 một cân này. Tầm tươi, tầm chín. Tầm đang nhả tơ vậy. Đây ở đây là người ta bán cả cốm xanh này. Đây, cốm giã từ lếp lon này. Đây. Mít, đây là mít ta nha các bạn nhá, không phải mít Thái. Mít Thái à? Chứ bây giờ làm gì có mít ta. Cháu tưởng là mít ta nó mới bé này, mít Thái tưởng quả nó to chứ. Nhưng mà thơm nhỉ các bạn nhỉ. Đây, thơm lắm. Đây mít Thái, mình cứ tưởng là mít ta. Ở trên mình đa số toàn là mít ta. Mua à? Vâng. Mua 3 cân 3 thôi. Ok bác. Bao tiền cân cô? 15.000 ạ. Cái này mít Thái chứ? Vâng, bây giờ mít Thái cộng với mít ta nữa. Cháu lại thích dòng mít ta. Cho xem là ngon không này. Ngon lắm, cậu thì ăn thôi. Thử xem một múi ấy. Cái dòng này nó không có mật nhỉ cô nhỉ? Cái dòng này, mít ta này, những cái quả mít dai ấy, thì thường là có mật ở bên trong cơ. Ăn là rất là thơm. Ăn thì ngon lắm. Ngon lắm, mít giòn lắm. Cái này mang về câu cá chấm các bạn. Cái này mang về câu cá chấm. 10 nhát được luôn cả 10. Bởi vì là ngày xưa mình hay dùng mồi này câu cá chấm lắm. 3 cân là 4 ăn mì. Đây là khu vực rau củ quả. Chợ 19-20 Phong Hải Bảo Thắng Lào Cai. Nói chung là bây giờ thì số lượng người đi chợ thì nó cũng ít. Người ta chỉ tập trung vào một cái thời điểm nào đó thôi. Ví dụ như là chợ này thì mình thấy là lúc nào đông thì nó rơi tầm lúc 7:30. Đấy, 7:30 là lúc đấy là đông. 7:30, 8 giờ là cái đỉnh điểm là người đi đông. Người ta đi sớm ấy, người ta đi sớm về, người ta lại đi lên nương, lên đồi. Rồi đi làm. Đấy, gọi là đi mua những cái thức yếu cần thiết. Rồi đi làm thôi. Bưởi đào à, không phải chứ? Ngon lắm. Ngon này. Bác bán hết luôn. Sờ thấy nhiều nước luôn nhỉ. Đây, nhiều nước rồi. Có heo không cô? Ngon, ăn thử đi. Ăn thử mới biết được các bạn. Đây, hai đây, mời nhờ bạn đến bóc hộ. Sáng nay chưa bán ngủ rồi. Ăn là ngon quá, này nghiện thì muốn ăn nữa. Cái này nhà tự trồng hay là mình ấy hả? Nhà tự trồng nhỉ. Đây gọi là hoa quả của nhà mình xin. Đây. Đây, các bạn xem múi này. Đấy. Đó, rất là nhiều nước. Múi nó vừa phải, nó cũng không to quá nhưng mà cái đặc điểm đây nhiều nước. Bây giờ thì Hải sẽ ăn xem nó có ngọt hoặc là nó vừa vừa hay là he he để chia sẻ cho các bạn nhé. Cái này hơi rôn rốt nhưng mà hợp với tính mình. Bởi vì là mình thích ăn hơi chua chua.
Cái này là bòng hay là bưởi nhỉ? Gọi là bưởi nhỉ? Ngày xưa nhà mình có cây bòng cơ. Người ta bảo bòng bưởi nó giống nhau mà. Bao tiền quả cô? 5.000 ạ? Ồ, 5.000 một quả. Thì nhiều bác mua hết rồi sao? À. Ăn cái này giảm cân đấy bác. Ăn cái này thì giảm cân. Đây, ba cái bán mang ra chợ bán hết luôn các bạn. Chứng tỏ là người ta cũng thích ăn. Bòng này để được lâu nhé các bạn nhé. Nếu mà để nguyên quả quả ấy, thì để gầm bàn ấy thì để được lâu. Khoai tây, bí đỏ. Chưa. Cô mua khoai về giống à? Cô mua giống à? À, cái này về trồng nhỉ? Mua nên đến mùa rồi nhỉ? Bởi vì sắp sửa mùa đông rồi. Đấy. Ở trên cháu quanh trồng quanh năm luôn. Ở trên Sa Pa ấy. Trồng sai lắm nhỉ? Vâng. Ở trên Sa Pa thì nó rét đấy, nó hợp khí hậu. Còn ở đây thì phải. Vâng đúng. Ăn ngon ngon mà. Và ngọn xào luộc. Đấy, ở đây thì khu vực người ta bán gà này các bạn này. Đấy, gà. Ôi đây về, đây chà tàu rồi. Gà con kia chân to nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, con kia chân to chưa? Gà chân to. Nhiều gà Đông Tảo đến nơi đấy. Gà to lên. Gà to lên. À. Luôn một ngày. Bài con 7 thì xong rồi, 7 lá. Nó được con 7 đầu. Hai. Kìa, con trôi. Ngoài khu vực hàng rau ra thì khu vực ở bên này người ta bán quần áo nhé. Quần áo người Kinh này, rồi quần áo thổ cẩm của người Mông này. Ôi, ở đây cô bán nhiều cái cây nữa. Cho xem tí nhá. Ô cô, cái này chưa bệnh gan nhỉ cô nhỉ? Ừ, bệnh gan à. Cái này về trồng được nhỉ? Bán theo cây hay theo cân à? Theo cây thôi. Bao nhiêu tiền cân à? Cái này 20.000 một cây. À, nó cũng rẻ mà nhỉ? Ừ. Cái này làm thuốc ấy nhá các bạn nhé. Ừ. Đấy, các cô ấy bán thảo dược, đây gọi thảo dược. Đấy, mình quay chia sẻ cho các bạn cái lá này. Cái lá ở đây nó có viền viền, nó có cái răng cưa các bạn. Đây này, đây. Đấy. Nấu thịt thôi. Nấu thịt ăn được ạ? Ừ, nấu thịt, cái này nấu thịt ăn đây này, cái vâng. Khát nước mà. À, không khát nước á? Ừ, cái này khát nước này, buổi chiều này uống cái này, uống nước này nó hay tán lành. À. Nấu thịt ăn này nó vâng. Không khát nước. À, vâng. Đấy, những cái, nhưng mà chủ đạo là chữa bệnh gan nhỉ? Ừ, bệnh gan. Bệnh gan. Đấy, các cô bán nhiều nhỉ? Ừ, bán nhiều. Cô có hay bán qua Zalo cái thứ không? Có chứ. Có người hay đặt qua Zalo không? Ừ, không ạ. Thuốc bị sỏi thận này. Đấy. Ông bà cô gì chú bác nào mua thì hãy liên hệ nhé. Hải Sơn lấy chỗ cô và gửi cho các bạn. Đấy. Cái này chỉ chữa mẩn ngứa này. Đấy, cái này cũng mẩn ngứa này. Cái này xương khớp này. Cái này về ngâm rượu có đun nước uống được nhỉ cô nhỉ? Ừ, đúng rồi. Đấy. Cái này thì các bạn có thể là cách sử dụng là ngâm rượu hoặc là đun nước uống được hết. Đấy. Thuộc một gói này khoảng bao nhiêu tiền bán đang bán lẻ tại chợ này? 100 ạ. À 100.000. Đấy. Cũng rẻ mà các bạn. Nếu mà đun nước uống thì mình nghĩ là cứ hai lạng, cái này nửa cân à? Ừ. Nửa cân thì đun được 3 lần các bạn. Đấy, 3 lần. Và mỗi lần thì trong khoảng ngày 2 ngày đấy, bởi vì đun đi đun lại là cho nó hết cốt thì thôi. Thuốc đau xương khớp. Đấy, rất là nhiều ông bà các bác trung tuổi ấy, và người cao tuổi là hay bị đau xương đau khớp. Đấy, nhức mỏi cơ thể, tê bì chân tay. Thì các bạn có thể là mua cái túi này. Đấy, mua về đun nước uống các bạn. Cái này bệnh trĩ. Bệnh trĩ này. Đấy. Đây thì gói nửa cân một nhé các bạn nhé. Cái này bao nhiêu vừa mà mấy trăm nhỉ? Đấy, 100. 100. Cái này hết 100 à? Ừ. À cứ đồng giá là 100 nhé các bạn nhé. Đấy, cái này sử dụng rất là dễ. Các bạn là chỉ việc đun nước uống hoặc là ai mà uống được rượu thì các bạn có thể là ngâm rượu để uống. Đấy, vừa uống là vừa xoa bóp được luôn nhé các bạn nhé. Chứ không phải là uống không, mà xoa bóp vào chân tay cũng được. Đấy, cô bán nhiều lắm. Cháu cảm ơn cô nhé. Đấy, đi chơi tí. À, hôm nọ cháu mua thuốc bổ cạp nhiều lắm. Này cô cũng bán này. Cái này chữa bệnh ngứa này. Đây này, cái này này cô nhỉ. Cái thuốc bổ cạp này. Cái này chữa ngứa này. Đấy, cái ngứa tốt này. Ừ, chữa hắc bà, hắc lào, long ben này. Đấy, đặc biệt là bệnh ngứa các bạn. Cái đấy của Trung Quốc nhưng mà chữa gọi là chữa tốt lắm các bạn. Bôi phát là khỏi ngay. Đấy, khu vực nói chung là ngày hôm nay có vẻ như là hơi vắng người, chợ hơi đuối.
Đây túi thổ cẩm này các bạn này. Đấy, ông bà cô gì chú bác nào mua túi thổ cẩm thì hãy liên hệ nhé. Ngày hôm qua ở chợ Bắc Hà ấy thì chợ rất là đông, Hải cũng lấy cho một bác ở Lâm Đồng hay ở đâu ấy thì bác cũng lấy một cái túi như thế này. Có nhiều loại nhiều màu. Đây. Cái này là những cái đồ người ta thêu thủ công bằng tay. Rất là đẹp. Đấy, cái này là của người Mông này các bạn này. Đấy, những hoa văn người ta thêu bằng tay rất là lâu. Đấy, rất là nhiều hoa văn. Mỗi một túi thì có hoa văn nó khác nhau ạ. Đây. Đây. Và người ta làm cái len ở đây để cho đẹp. Cái này đeo vai nhé các bạn nhé. Có một số loại thì đeo bụng, có một số loại thì đeo trên vai. Đấy, các bạn thích loại đeo bụng cũng có mà loại đeo trên vai cũng có. Đấy, cứ nếu mà tính cả công cả ship thì là cái này chắc phải rơi vào tầm 350. Đây. Đấy, túi đẹp lắm cả nhà ơi. Đẹp nhỉ. Anh ô, hôm nay anh bán cho vợ chứ đúng không? Dạ. Yeah. Hôm nay anh bán cho vợ chứ? Bán cho vợ ơi. Ừ chứ bảo mình nghĩ con trai này bán đồ mỹ phẩm này cũng là lạ. Bác hộ cho vợ. Ừ. Đây, anh ấy bán nhiều lắm. Có biết giá hết không đây? Có chứ anh. Ngày trước em bán đồ điện tử, đồ dây sạc các thứ rồi dán điện thoại, dán cường lực có hết. Cái này gần Tết các bạn, gần Tết hoặc là vào những cái ngày rằm, nhưng mà còn ngày rằm lớn cơ, ví dụ rằm tháng 7, rằm tháng 8 cơ. Đấy. Thì bán nó mới chạy. Đặc biệt là cuối năm các bạn. Cuối năm này người ta mua nhiều lắm, chen nhau mua. Thôi em cảm ơn anh nhá. Đi vòng vòng tí. Đấy, rất là nhiều túi đẹp nhá các bạn nhá. Đây. Túi hoa văn. Người ta thêu thủ công bằng tay, đấy, thêu thổ cẩm ấy. Đây gọi là những cái túi thổ cẩm. Đấy, cái túi này nó nhỏ nhỏ này, nó vuông các bạn. Chắc là 10 rơi vào tầm chưa được 20 phân, tầm 17 phân vuông hoa này. Đây. Cái này có ngăn ngoài này, hai ngăn ngoài, một ngăn giữa, và trong cái ngăn giữa này thì mở ra lại có một cái trong này có hai ngăn nữa. Đấy, chính tỏ là nó phải rơi vào tầm mấy ngăn nhỉ? Ôi, đây, bà ấy bán cả tóc. Tóc rối các bạn. À không, chắc không phải tóc. À cái lưới bẫy chim hay sao ấy. À, sorry các bạn, nhìn xa xa đen đen cứ tưởng là tóc. Hóa ra là cái lưới bẫy chim. Đấy, trời nắng nhanh nhỉ. Bây giờ là chợ đã tan hết rồi. Chợ này tan cực kỳ là sớm cả nhà.